xin kính chào quý vị và bạn chào mừng quý vị và bạn quay trở lại với kênh Bá Hồng Audio và hôm nay em sẽ có một cái sản phẩm giảm giá cực sốc chia sẻ với quý vị và bạn và cũng rất mong được quý vị các bạn ủng hộ và chia sẻ với Bá Hồng Audio với một cái sản phẩm hoa khôi nếu như chúng ta không quá chú trọng về hình thức với một cái sản phẩm đã qua sử dụng thì đây vẫn được gọi là một cái sản phẩm rất là đẹp đó với cái tình trạng là em mua tuyển chọn rất là kỹ rồi nhưng uh, thực sự là vận chuyển thì không thể lường trước được nên uh, clip này em chia sẻ lại với quý vị bạn với một cái mức giá uh, cực tốt không tưởng luôn trên thị trường uh, một chiếc máy bãi đầy đủ điều khiển phụ kiện dây nguồn và đẹp mới tinh chắc em này em mua cực kỳ ưng ý luôn nhưng chỉ một chút vận chuyển không may mắn là đã 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 đã, đã, đã khiến cho uh, cái sản phẩm đó nó bị mất giá hơn À, chính vì vậy thì em chia sẻ lại với anh em với mức giá cực kỳ tốt và cực kỳ đáng yêu. À, Acufay 408 giá thị trường thì tầm khoảng 82 đến 85 triệu. Đó, à, cho một chiếc máy đẹp xuất sắc thì hôm nay em chia sẻ lại với anh em một chiếc máy hoa khôi. À, nhưng anh em lưu ý là cái sản phẩm mà em mua cực kỳ đẹp. Đẹp có thể nói rằng đẹp trội hơn với bình thường và em đã phải bỏ giá cao hơn để mua cái sản phẩm này. Nhưng à, vận chuyển không may về nó đã bị... À, dập một chút ở bên cạnh này còn lại thì nói chung là chiếc máy này là một chiếc máy quá đẹp luôn mới keng luôn đó, chỉ duy nhất một cái dấu nhỏ tí xíu này chúng ta phải quan sát thật gần thì mới nhìn thấy đó, thì em giảm giá bán sâu luôn cho anh em với mức giá là 74 triệu quý bạn đó, giá 74 triệu Acufay E408 thực sự là cái lỗi này thì nó quá là nhỏ nhắn nó không, không có một cái điểm gì để trừ ở trên chiếc ly này nhưng đấy đó đó thì quý vị bạn nào mà đặt hàng bên nhật mua hàng bên nhật ship về ấy, hay là order về ấy, thì thì chúng ta nên lưu ý nhá ví dụ như bọn em nhập về bọn em bị chẳng may bị dập một chút thì bọn em còn giảm giá thanh lý nhưng các bác mà đặt đặt, đặt order về thì vận chuyển người ta giao đến cho các bác thôi chẳng may nó có bị sao ấy, thì người mua chính là người chịu trách nhiệm bởi vì người order người ta chỉ biết order và gửi hàng về thôi chứ còn trên đường vận chuyển làm sao ra làm sao thì người mua sẽ là người chịu trách nhiệm mà, mà, và medidas, chúng ta lưu ý nhé chúng ta mua tại Việt Nam chúng ta có bảo hành đó chúng ta có bảo hành và chúng ta thích thì chúng ta mua và chúng ta nâng cấp nội trát thoải mái đó và về nhận hàng đẹp chúng ta mới mua chứ còn nếu như chúng ta order thì chẳng may sơ sẩy một chút nào đó trên đường vận chuyển thì thì cánh người chịu thiệt chính là các bác cho nên các bác lưu ý khi chúng ta order chúng ta nên lưu ý điều đó rồi quay trở lại chiếc âm ly này Thì thực sự là đây là một chiếc máy cực kỳ đẹp Đẹp nọt mà em rất là ưng ý nó Khi mua thì cũng phải trả chi phí cao hơn bình thường Để sở hữu được chiếc âm ly này Ship về uh, giao lưu với các bác Nhưng ở uh, chẳng may thì đấy vận chuyển nó cũng một chút đó Với cái mức giá này thì em nghĩ rằng không có thể Kiếm đâu được một chiếc máy đẹp hoàn hảo như này Mà có mức giá là 74 triệu cả đó. Hôm trước em có một chiếc máy cũng 408 thì em mới mức giá 75 triệu thì nó cũng bị sức nhẹ một chút thì chiếc này cũng rất là nhẹ thôi Đấy, thì em giá 74 triệu đó, rất là hợp lý bác nào đang tìm mà Acufay E408 thì em này thực sự với quý vị bạn là rất đáng chơi luôn với mức giá hơn 70 triệu thì không có gì để phàn nàn và chê trách và em vẫn sẽ bao ship cho quý vị bạn đó, bảo hành nguyên bản 2 tháng cho quý vị bạn đó, một chiếc máy cực kỳ đẹp luôn em xoay cho quý vị bạn xem nhé không một lỗi nào mà không một điểm trừ nào luôn trên chiếc ly này Đó, thế mới là 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 quá là là, là đau buồn và thiệt thòi cho em chứ Đó, nhưng em vẫn chia sẻ lại với quý vị bạn với một cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn và hợp lý Acufay E408 giá ngã ngửa luôn chỉ có 74 triệu đồng thôi thưa quý vị bạn Đó, còn lại không còn một điểm trừ nào hết nữa ở trên chiếc ly này và em sẽ làm clip để test chiêm đi này gửi tới quý vị bạn để chúng ta cùng test xem nó hoạt động như nào nhé, ok và đương nhiên là vẫn có điều khiển dây nguồn đó phụ kiện chính hãng và em vẫn bảo hành cho quý vị bạn duy nhất một dấu này thì em đã, đã trở thành hoa khôi thay vì là hoa hậu đó. tuy nhiên thì với cái mức giá là rẻ gần chục triệu đồng ấy thì cái dấu này em nghĩ là nó không đáng gì nếu như chúng ta quan sát ở tầm cỡ khoảng 40 cm thì sẽ không nhìn thấy dấu này. Đó. Quý vị bạn nào mà ưng mà yêu thì phone ngay cho em theo số điện thoại 0978 263 263. À, xin cảm ơn quý vị bạn rất nhiều.